tưới nước cho rau cải canh, thu hoạch đậu bắp. Với những thao tác đơn giản trên điện thoại này, những luống rau thật của người dùng sẽ được tưới nước và thu hoạch theo đúng những gì họ yêu cầu. Từ trò chơi nông trại vui vẻ từng rất được ưa chuộng một thời, anh Trần Quỳnh, chủ vườn rau eGarden đã đưa trò chơi ảo này thành vườn rau thật. Người dùng chỉ cần thuê đất, cài ứng dụng, tất cả những công đoạn gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch sẽ do nhân viên vườn rau làm theo những yêu cầu được gửi đến. Ứng dụng có tính giải trí, ví dụ có bạn bè cũng thể thi đua, có thể là chăm sóc giúp nhau, có thể xem vườn hoặc là có thể chia sẻ rau qua cái ứng dụng. Mỗi tháng trên diện tích 15 m² trị ra 1,5 triệu đồng, chị Hà Thị Hoa sẽ có rau sạch ăn mỗi ngày. Cuối tuần, chị lại đưa các con đến nông trại để các con chị tự tay thu hoạch rau và cũng để con khám phá thiên nhiên cây cỏ. Còn những lúc không có thời gian, chỉ cần mở ứng dụng và yêu cầu thu hoạch sẽ có người hái rau, đóng gói và mang đến tận nhà. Mình rất là yên tâm khi mình đi trồng những luống rau mà không phải chăm sóc, khi mình đi công tác xa vẫn có rau là mình thì yên tâm rồi. Đây là lần đầu tiên con được đến đây, cảm giác con thấy rất là thú vị vì ở đây con được hái rau củ quả rồi, nhưng mà lại ở nhà con chỉ được tưới cây thôi. Tới đây con lại được hái đỗ này, hái mướp đắng này, hái cà chua này. Muốn bố mẹ đưa con tới đây để con lại được hái rau củ quả cho mẹ con nấu đồ ăn ngon đặc biệt. Với lựa chọn mô hình này, những người dân thành phố hiện nay đã có thể an tâm hơn với bữa cơm gia đình, không tốn quá nhiều chi phí và công sức mà vẫn có rau xanh tươi và sạch ăn mỗi ngày, hay thậm chí là biếu tặng cho người thân, bạn bè như gia đình chị Hoa trong trường hợp không ăn hết. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.